này bỏ miên thà dì phu quát cài đây rư mần cài đây nô xong ai lục chị ta ắt thà thì bài chún bây vật chuyện bà tam phật tới chỗ mà đo rừng ní cứ chia rừng môi đài rồi sao bằng phót bà đà chắc tốc tha đai mà nát tìm vào môi bà rồi bỏ rì rồi thà bà cứ chắp đàm phương ca hoi bà chắp đàm ơi mình ăn ở nhà ao chún đài là mơ sắp bà nam môi có lươn bàn tỏ tì tì bà ăn nát môn môn chết tại miếng phim ăn được rùa bà bàn tay bên ní sầm đạch ba miếng phật sa hoi cứ đập nặng ca tre vẹt cắt bà chân hoi hoi ở vậy là khăn trên kia nó cứ chưa bẩn túc rồi bỏ đi rồi thay ba cứ thun thuê đỏ bà nâng hai chân bàn cách ca được ăn ní cứ thay bữa chưa bỏ rót tu tăng bật tê có đôi chân nâng cài bật tê miết ca ọp ọ sa tô dạng khăn nơi chậm nặng ca rồi bỏ không đi rồi thay ba để đắc nuông đời sầm đạch được chỗ cứ miết chậm nặng ca rất ngon từ lưỡi chuôn đại quả khương đẹp lại ná mình ăn nhạt ao vừa về với tham ẩm bơi chất tỏ tê bà anh chân hỏi rương đại lục sợi chinh sập hiệp hai dịch phu bà chắc đây cho chne sẽ mất bệnh trai ní nơi là khai bà xe núc bà cứ tha chắc phát đam đầm mạc ca từ mục hào bà cứ tha mà sao mạnh ní ai đâm tê rầm rầy ốc ốc bạn này dụ rầm rầy chia sập hà rá đại sứ rốt mặt rầy cơ xuông được cô rút bà này dịch cam được sập nông bà bán cho tới đó thì tàng đây ra bỏ dây phù để chạy nông to rùm tàng cọng càng như chỉ chân bán cho tới cài bà chẳng bạn đây tha chạp đàn tổng đà ca từ bộ hai hai ca phnoa ra bỏ tù thiên âm của chẳng này nguyên đẹp khá thám kì tha ọt chưa thay dây phù cài nè hay đẹp khá thám chôm chưa thay dây phù ọt cài chẳng ấy chẳng ở lớn ấy cứ miên nè khắc cái kho tam tù sáp ấy bà ta trai bong chấm chưa tha gì phu bọt cài tê bà ai bữa bỏ ai phnót bắt bỏ ai còn chỉ nè miên sa ca đây rứa còn bây giờ bất chứng cho mất bát hiên cho than đi tập nọ rương rương khai cái cục nợ ai cái bông sáo thế chứ không khai ấy bịa tập nọ miên này tập bởi giống nọ bịa môi thả kho nằng bịa môi làm rối xin mà riêng chắc đấy bà ai không có chắc đấy giống chứ chẹo mà mình là bóng coi kịch thầy giang mất người lục chị ta trong trong lấy sao vậy mày đòn coi kịch cho lăng người ta chẳng bàn hành nẹt bị phía nẹt xa bỏ miên kịch cho bạn ra muốn đừng gì vậy chẳng đọc bỏ miên nơi có bông xong có bông tay ra sát chưa thầy dây phu cái dây phu mình cái thế nơi ta mình cái chứ ngỡ lỗ đòn ngay nâng mau nâng ạ xua thầy dây phu cái à ơ thì bên bảo ổn hà lớn bơ bơ mình chưa hà lớn có xôm ốc o nâng chậm nát ca rí rõ thay được bà thưa đo có cúc bà hay nẹ đại cài bật bà cót cứ cầm ca nghe sọ bà ca nghe sọ ca nghe bò rí rõ thà bà sọ bà bật tay cơ đoàn đã thà cầm ca nghe bò rí rõ thà bà ní nâng miên chậm nát ca bà tam phơi bắp nam muôi bà xong sọp từ lưu cầm hôn rồi bò lục chụp tiêu chinh sự nghiệp nâng ba bản chân à nâng rương chắc bác cứ cái ăn vào tập cái rồi ba tay chụp buông mốc cứ tay cài đây như anh dân ba lục là đấy xua thần nè na pi nè nâng nè na khổ ấy à pi na nè khổ bản chân mình đang thà con xua rương pi na nè khổ nâng hay dừng toàn cắt cái đấy ấy ba là khơi nâng hiện khơi tích ấy bờ mình khổ thở và to chặn tiền hai anh ấy cà cất khơi mà dương cái này bà ôi chứ khơi con cài ấy nè bờ con mình khai không con cài đấy bà đấy rồi cài phía chạm ơn sẽ đây sẽ mẹ pi và ân mình bà chẳng cái này nát ca nị ca cài đây bà trên pi chne sẽ một nửa bề trái nắng bà cứ không cần nát cam ca miên rom trái đo từ bảy bà hỏi miên lúc ba khai mà nẹt tiết bà cứ bán sắc xa từ lưu plong cho bạn này bà hơi sắc xa từ lưỡi chắp bắp bạn nè bà ban này tha ca chặt đây là bò gì phù nấng cứ chỗ không chen sẽ một hồi bà chỗ đây là bò rót hồi bà chắc ban kia chắp đam miệt thiên là cá cai chành bà hơi cá ăn là vót chắp bắp dương nâng bờ to tốt phi là cách nâng tay ao tay là ngà bà ta cái ai cho đoàn tiền tôi quạt ở biệt mạch bà tỉnh đây quạt ở biệt mạch chắp bắp miệt bà chân ấy lớn ít quạt cặp bông tại đa chồng cúp lưng hồi chồng cúp hai bà chồng cúp hai bà phân tay em toàn chồng lên toàn chồng lên đa cặp bông tại đa chồng cặp bông tại đa bà triệt đa chồng pro ở nhà thô mà cái tiếng ông mình ác tốt ai ở mà nuôi mà nè bà đây là hơn bạn nâng thưa ai bị chia một đoạn đầu tiên do cùng tan thì bà chân quạt cặp bông tại đa chồng cúp đạp đá hồi bà hỏi mà sao mình sao mà ngay cứ tha bỏ làm đi
បាទបង្ហោះចេញទៅគឺថាគេអបអសាទរដល់លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាតិផារ៉ាក៏ដូចជាលោករដ្ឋមន្ត្រីសាយសំអល់ក៏ដូចជាលោករដ្ឋមន្ត្រីថោងខុនបាទបាទគាត់ខប់ប្រឹងប្រែងណាហើយជាពិសេសរួមសហការជាមួយនឹងអាដាមជុនមីនក្នុងនាមជាអាញាធរអាញាធរផ្ទាល់ដូចនោះបាទហើយមានខមមិនខ្លះគេសួរថាអ្នកណាខុសពីនឹងបាទខ្ញុំអាចនិយាយបានថាប៉ុន្តែមានតែខ្លះគេនិយាយចេះគេថាអ្នកដែលខុសមុនគេគឺអាញាធរខេត្តបាទអាញាធរស្រុកអ្នកដែលខុសមុនគេបាទបាទរឿងអីហ្នឹងឈ្មោះចាក់បានបាទបាទអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងគឺយើងធ្លាប់បាននិយាយម្ដងពីរដងហើយថាអាញាធរស្រុកអាញាធរភូមិអាញាធរឃុំអាញាធរខេត្តគ្នាដឹងប៉ុន្តែនិយាយអត់កើតបាទបាទដោយសារម្នាក់ហ្នឹងគាត់ធំដែរគាត់បាទគាត់គេដែរបាទបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគេខមមិនមកហ្នឹងគេចង់និយាយអញ្ចឹងគេថាតើលោកច្បាយខេត្តខុសឬក៏ក្រុមហ៊ុនជាភូមិគាត់ខុសបាទឥឡូវសូមអានខមមិនបន្តទៅទៀតដែលអ្នកដែលសួរមិញណាលោកឡាដេតឈួងគាត់ថាគាត់សួរថាពីណាអ្នកខុសឥឡូវគាត់បានចូលខមមិននៅក្នុងនេះខ្ញុំសូមអានខមមិនទោះបីអានរៀងរដាក់រដប់អសរពុជបាទអញ្ចឹងអធិស្ឋានមុតបាទបើគ្មានបាទបើគ្មានការរត់ច្បាប់ពីអាជ្ញាធរដែលដីដែនដីទេគាត់ក៏មិនហ៊ានចាក់ដែរបើតាមខ្ញុំគិតយាយភូកំហុសក្នុងការចាក់ដីតិចតួចសំខាន់អ្នកអនុវត្តច្បាប់ឲ្យគាត់ដែលធ្វើត្រឹមខេត្តអត់ទម្លាក់មកភ្នំពេញអូមានថាមានថាត្រឹមខេត្តអត់ទម្លាក់មកនៅថ្នាក់លើអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងជាកំហុសមួយដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ថ្នាក់ដឹកនាំខាងលើល្អអរគុណនៃការខមមិននេះទេបាទបាទនឹងហើយតាមពិតទៅយើងមិនទាន់បានឃើញលិខិតគតិយុត្តណាមួយបាទដែលអាជ្ញាធរភូមិឃុំខេត្តរាយការណ៍មករាយការណ៍បានទេបាទដែលយើងមិនដឹងថាគេមានរាយការណ៍ឬអត់យើងអត់ទេបាទប៉ុន្តែករណីនេះខ្ញុំជឿអញ្ចឹងបាទពេលខ្លះអាចទៅគេហៅថាហាទៅវិស្លាក់ជាក់ទៅវិស្លែងបាទហើយខ្ញុំសូមលើកឧទាហរណ៍មួយចុះរឿងនឹងភ្ជាប់នៅឧទាហរណ៍មួយបាទឧទាហរណ៍ទេណាឧទាហរណ៍បាទឲ្យច្បាស់ដូចរឿងជ្រូកមួយក្បាលដែលឡើងទៅប្តឹងប្រអិនណោះបាទតាមប្រអិននៅជួខ្ញុំផងឲ្យតែដល់រដូវភ្ជុំនឹងគឺថាអ្នកស្រុកនឹងកាប់ខ្ញុំយកទៅខ្វាយហើយខ្វាយនឹងខ្លួនខ្ញុំឡាក្ហមហើយស្រក់ខ្លាញ់ទៅឈឺឈឺហើយពូនដាក់ទឹកស៊ីអ៊ីវទៅនិយាយពីពូនខ្លែមថាឆ្ងាញ់អូឆ្ងាញ់ដល់ពេលចឹងប្រអិនឮចឹងប្រអិនចេះស្ដាប់ស្ដាប់ស្ដាប់អញ្ចឹងស្ដាប់ដូចតំណងស្ដាប់មាត់ស្រក់ទឹកមាត់ប្រអិននឹងគាត់នេះហ្មងបជាហ្មងអីអាអាអាម៉ាដែរយកជ្រូកទៅខ្វាយអញមើលស៊ីមួយមើលចាប់អាជ្រូកនឹងទៅបាត់ងាប់តែឆាយទៅរីកាបាទដល់ពេលហើយអានឹងហើយបាគេមិនហ៊ានរីកាគេខ្លាចងាប់តែអាជ្រូកនឹងអញ្ចឹងជួយកាសចេះតែលាក់ទៅលាក់នៅក្នុងចិត្តខ្លួនឯងមិនហ៊ានប្រដឹងទេបាទបាទប្រដឹងខ្លាចទេវតាចាប់ការដែរឥឡូវគាត់យីតាឧទាហរណ៍ទេបាទឧទាហរណ៍ប៉ុន្តែយីតានិយាយនេះក៏ខ្ញុំរៀងទឹកមាត់ដែរបាទឥឡូវខ្ញុំសួរប្រិយមិត្តយើងលោកឈុនហៀងហ៊ុនបាទលោកហ៊ុនឈុនហៀងឥឡូវមើលលោកដែរកំពុងតាមដានទស្សនានេះលោកយល់យ៉ាងម៉េចរឿងជ្រូកហ្នឹងបាទប្រហែលគាត់ថាស្រក់ខ្លាញ់មកតក់តក់ចុះតក់ហើយដាក់ស្រីវទៅឈ្ងុយហ្មងបាទលោកប្អូនយីងសេងហុងបាទក៏យ៉ាងដែរយល់យ៉ាងណាដែរបាទសំមីលោកប្អូនបាទជុំវិញរឿងនេះតានីតិវិធីយើងមិនទាន់បានតម្លាក់មកនៅឡើយទេគាត់ថាឃើញថាប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលបានចំណាត់ការទៅហើយមិនចឹងហ៎បាទអញ្ចឹងឥឡូវការពីមិនសមមិញបងប្អូននៅឯស្រុកក្រៅនៅឯនីសមុទ្រក៏គាត់គ្រប់គ្រងនៃការផ្សាយរបស់យើងដែរមិនអញ្ចឹងឥឡូវការផ្សាយយ៉ាងណានោះខ្ញុំកំពុងតែរង់ចាំតមើឯកសារចំណាត់ការយ៉ាងម៉េចតើតើក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍នឹងត្រូវដោះដូរយ៉ាងម៉េចបន្តទៅទៀតឬក៏ត្រឹមតែធ្វើខុសហើយដកវិញទៅឬម៉េចបាទហើយចំណុចដែលខ្លាំងហើយធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋសាទរទៅដល់ក្រមការងារនោះគឺគេបានសនពលចេះបាទគេសនពលទៅដល់រដ្ឋមន្ត្រីទាំងអស់ជាពិសេសអាដាមជាសភារាបាទបើសិនជាធ្វើកិច្ចការនេះចប់ជាស្ថាបពគេសូមឲ្យអាដាមជាសភារាបាទផ្គុំគ្នាជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីប្រមាណរូបហ្នឹងបាទបាទធ្វើសន្និសិទកាសែតមួយអូល្អបញ្ចេញព័ត៌មានថ្នាក់ជាតិមួយបាទ
ឲ្យទូទួទាំងអស់ផ្សាយថាបុគ្គលនឹងបានធ្វើខុសលើចំណុចនេះមួយចំណុចនេះពីរបាទឥឡូវក្រុមការងារបានព្រមានបែបនេះបែបនេះបាទឲ្យអាដាមជាសភារាធ្វើសន្និសីទមួយបាទដើម្បីបង្ហាញឲ្យសាធារណជនបានឃើញថាណែចាប់ពីពេលនេះតទៅអ្នកដែលធ្វើខុសកុំបើហឺនពេកបាទកុំបើហឺនពេកហ្នឹងគេស្នើពរអញ្ចឹងទេបាទហើយអញ្ចឹងទូទួបានពាក្យនេះមកក៏បាននាំពាក្យហ្នឹងទៅដល់អាដាមវិញបាទគួរធ្វើបានឬមិនបានបាទបាទបាទគួរធ្វើបានឬមិនបានប៉ុន្តែលោកលោកហ៊ុនជុនហៀងគាត់ថាគាត់ថារឿងនិយាយសាច់ជ្រូកគាត់សាគាត់សាអញ្ចឹងមកឥឡូវចង់សាជាមួយចំណាត់ការជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំមកខ្ញុំជឿថាមិនហ៊ានទេមានន័យថាឥឡូវអ្នកខមមិនជួនកាលថ្នាក់ខេត្តអត់បានរីកាមកថ្នាក់លើក៏អាចថាបានបាទក៏អាចដែរជួនកាលវាអាចចឹងវាទៅវិញទៅមកដោយលោកជុំហៀងចឹងលោកជួនកាលបំពេញកាតព្វកិច្ចនៅសឹងត្រែងលោកជាមន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថលោកមកភ្នំពេញណាមកប្រជុំឬក៏មិនតាន់ប្រជុំហើយមិនតាន់បានរៀបការទៅដល់លោកអៀងវណ្ឌីក៏ពិបាកបាទដាល់ដែរមិនចឹងដែរបាទទោះបីយ៉ាងណាមិនអីទេឥឡូវយើងត្រឡប់មកវិញសូមអបអបសាទរនៅចំណាត់ការបរិរដ្ឋអភិបាលបាទមិនចឹងដែរបាទនឹងឲ្យសង្ឃឹមថាអ្នកដទៃទៀតជាពិសេសអ្នកដែលហ៊ានចាក់យករំលោភយកឆ្នេររំលោភយកបឹងរំលោភយកតលេបាទគឺថាមិនមែនសិតតអ្នកតូចទេគឺសិតតអ្នកធំបាទសិតតអ្នកមានប្រាក់អញ្ចឹងសនុពរថាបញ្ឈប់បានបញ្ឈប់ទៅព្រោះថាដីបឹងបួរទាំងអស់ភ្នំអីអីហ្នឹងសិតតជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ជាតិទេបាទអញ្ចឹងមិនគួរណានាំគ្នាទៅរំលោភហើយយកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិឯកជនទេហើយជាពិសេសអ្វីដែលធូតធោបំផុតនេះគឺនៅឆ្នេរប្រេកត្រៃនេះគឺភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិគេចុះទៅទីនោះច្រើនណាស់បាទបាទហើយបើសិនជាគេមើលឃើញថាយើងចាក់បាត់ណាបាត់នេះធ្វើឲ្យខូចឆ្នេរសមុទ្រចឹងតើនិយាយយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យការថយកំណើននៃអ្នកទេសចរក៏ថយចុះគឺដោយសារយើងចាក់អញ្ចឹងចាក់អត់មានបទដ្ឋានបច្ចេកទេសចាក់អត់ច្បាប់ចាក់អីចឹងទៅអញ្ចឹងសនុពលថាអ្នកដតីកុំឲ្យយកគំរូតាមបែបនេះមិនល្អទេបាទមិនល្អមើលហើយឥឡូវនេះខ្ញុំជឿថាដល់ថ្នាក់អាជ្ញាធរមានចំណាត់ការបែបហ្នឹងខ្ញុំជឿថាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុននឹងក៏បាក់មុខមិនតិចដែរបាទក៏ខូចកិត្តិយសមិនតិចដែរបាទបាទដោយសារទង្វើរបស់ខ្លួនទេកុំបន្ទោសសមត្ថកិច្ចកុំបន្ទោសអាជ្ញាធរហើយកុំបន្ទោសអ្នកកសែតកុំបន្ទោសអ្នកទូទាស់ថាចេះតែផ្សាយចេះផ្សាយបាទខ្លួនឯងទេដែលធ្វើខុសតែធ្វើខុសគេផ្សាយហើយបើខ្លួនឯងធ្វើត្រូវមិនដែលអាដាមគេផ្សាយដែរយើងក៏ផ្សាយដែរចង់និយាយថាយើងក៏ផ្សាយដែរផ្សាយថាគាត់ធ្វើត្រូវបាទគាត់ធ្វើបន់ធ្វើទៀនយើងផ្សាយតាហើយសំបីព្រៃមិត្តដែលកំពុងតាមដាននៅក្នុងកម្មវិធីនេះក៏នៅក្នុងផេករបស់ធម្មជាតិពិតនេះក៏ថាល្បីយូរណាស់ហើយយាយភូអញ្ចឹងណាបាទហើយសុំឲ្យចំណាត់ការចាត់ការទៅតាមនីតិវិធីដូចច្បាប់បាទឥឡូវគាត់ខមមិនចូលនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងដូចគ្នាឥឡូវសួរលោកកងហុងសហការីនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងវិញតើលោកយល់យ៉ាងម៉េចចំពោះចំណាត់ការរាជរដ្ឋាភិបាលនៃអាណត្តិទី6នេះបាទគាត់សួរជាចំណៅទេឬក៏បងប្អូនប្រិយមិត្តជួយខមមិនមកបើថាខលមិនបានឬក៏យើងបើកទូរស័ព្ទមកខ្សែឲ្យលោកគាត់ខលបើចង់ខលហ្នឹងបាទហ្នឹងហើយឥឡូវបើកតែមកខ្សែបានណាគឺ09823865666បាទមួយដងទៀតលេខទូរស័ព្ទដើម្បីខលបញ្ចេញមតិនិងយោបល់ល្អល្អឬក៏យោបល់យ៉ាងណាហាមប្រើពាក្យអសុរោះបាទគឺលេខ09832385666បាទអាចខលចូលបានបាទអត់បញ្ហាហ្នឹងហើយអត់បញ្ហាអញ្ចឹងបានប្រជាពលរដ្ឋអ្នកនៅក្រៅប្រទេសនិងនៅក្នុងប្រទេសបាននិយាយចេះបាទថាតាំងពីអាណត្តិទី6បាទរហូតមកដល់អាណត្តិទី5ផុតទៅហើយបាទបាទគឺមិនដែលមានចំណាត់ការរួមគ្នាដែលល្អសស្រស្រាំបែបហ្នឹងទេបាទអេមិនស៊ីឡាពេលនេះថាអាណត្តិទី6សូមបីតាទូទូទីនអឹមក៏សូមកោតសរសើរចំពោះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានព្រោះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានគាត់យល់ឃើញថាការចាក់ដីចូលសមុទ្រគឺខូចបរិស្ថានរបស់គាត់តែមិនមែនបរិស្ថានរបស់គាត់ទេគាត់ការពារសម្រាប់ជាតិបាទបាទបងប្អូនគាត់បំរើរាជបាទបំរើរាជបាទអដល់ពេលអាយដាមថោងខុនគាត់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរគាត់បំរើរាជដែរគាត់ថាហេបើចាក់ចូលអញ្ចឹងអ្នកទេសចរមើលទៅវាអាក្រក់ណាស់វិញណាវាធ្វើឲ្យបាត់ទេសចរវាធ្វើឲ្យបាត់ធម្មជាតិបាទអញ្ចឹងអ្នកទេសចរខ្លះចុះខ្លះចុះបាទអញ្ចឹងមិនបាត់ចំណូលបាត់ចំណូលបាទអញ្ចឹងរដ្ឋមន្ត្រីក៏រួមកំណត់គ្នាចុះទៀតបាទនឹងមួយមួយទៀតអាដាមជាពីរហើយពីរហើយពីរហើយ
ឯដឹកជាបារាក្នុងនាមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាទទួលបន្ទុករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ចូលឃើញថាកន្លែងនេះអត់ច្បាប់អត់ច្បាប់ចុះទៅកាយបណ្ដោយបាទបាទហើយអាពុនប៉ិនអាពុននឹងគាត់ចុះទៅហ្នឹងគាត់បានសិក្សាអស់ហើយគាត់សួរទៅអាបាខេតអស់ហើយបាទថាតើកន្លែងនេះមិនដែរទីសុំមិនអីមិនអត់បាទក្លោអត់ដឹងក្លោខាងខេតនឹងធ្វើតែធ្វើខេតបាទអញ្ចឹងបានធ្វើខេតគាត់រៀបការទៅគាត់រៀបការផ្ទៃក្នុងគ្នាគាត់យើងអត់ដឹងទេបាទគាត់មិនដឹងថារៀបការយ៉ាងម៉េចទេអញ្ចឹងបានអាដាមនាំគ្នាចុះទៅចុះទៅពិនិត្យលើប្លង់ពិនិត្យទៅកន្លែងផុសតាំងជាក់ស្ដែងឃើញថាអញ្ចឹងបានហើយបានបង្កើតគណៈកម្មការកាយបាទបាទអញ្ចឹងកាយដីនឹងចាញ់ហើយកាយមែនប៉ុន្តែកាយនឹងមិនមែនជាភូកាយទេណាបាទបាទគឺក្រុមការងារអ្នកកាយបាទបាទប៉ុន្តែការចាក់នោះគឺក្រមយភូគាត់តែចាក់បាទបាទប៉ុន្តែកាយបែរជាអាញាធរខេត្តរួមគ្នាជាមួយនឹងក្រមការងារខ្ញុំកាយវិញខ្ញុំសន្មតថារឿងយាយភូត្រឹមចប់ត្រឹមនឹងខ្ញុំជឿរបស់ចប់ត្រឹមកាយហ្នឹងណាបាទបាទវាអស់ហើយមិនអញ្ចឹងបាទមីស៊ីលទាំង4តលាក់នៅក្នុងត្រៃស្ទឹងឆ្នេរត្រៃហ្នឹងអីប្រែកត្រែងប្រែកត្រែងបាទប្រែកត្រែងហ្នឹងបាទបាទឥឡូវរៀបចំដីខ្ចាយមកពីឆ្នេរសមុទ្រខ្ចាយមកលើវិញហ្នឹងបាទប៉ុន្តែចេះមានបុគ្គលមួយចំនួនមានប្រភពមកអញ្ចេះអឺសួរថាយីភូត្រូវជាប់ទោសអត់ហើយខ្ញុំអត់ហ៊ានឆ្លើយចំពោះមន្ត្រីផងបាទមិនអញ្ចឹងហ៎បាទត្រឹមត្រូវបាទបើសិនជាអាញាធរប្តឹងគឺអាចជាប់ប៉ិនជាប់នោះជាប់ជាទូពិន័យវាយ៉ាងម៉េចយើងអត់ដឹងទេបាទអត់ដឹងទេបាទហ្នឹងហើយហើយប៉ុន្តែឥឡូវវាមានរឿងមួយទៀតបាទបន្ទាប់ពីកាយហ្នឹងបាទគេខ្លាចកាយហើយឆ្លោះគ្នាអាចដីទៀតអូអញ្ចឹងទៀតបាទគេខ្លាចតែកាយហើយមិនដឹងអាចដីយកដាក់កន្លែងណាដាក់កន្លែងណាអេដាក់ផ្ទះខ្ញុំមកប៉ះហេសួយដាក់ទៅផ្ទះតែបកគលម្នាក់ទៅបាទដីឯកជនតែថាកាយពីកន្លែងនោះយកមកដាក់ដីខ្លួនឯងវាអត់ត្រូវអញ្ចឹងបណ្ដាលឲ្យអត់មានការឆ្លោះផ្កាយទៅទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យគ្រប់គ្រងអាចដីមែនទែនយកតែចាក់កន្លែងណាចែកតែជាដីរបស់រដ្ឋដូចជានៅកន្លែងត្រូវពង្រីកធ្វើសួនច្បារបាទមើលកន្លែងណាដែលទំនៀមអូអត់បានទេខ្ញុំបាទបាទទេដីដែលចូលនៅក្នុងសមុទ្រហើយចូលក្នុងសមុទ្រកាយមកវិញมันអាចទៅដាំអីបានទេបាទដាំអីបានទេវាមានជាតិរសជាតិទឹកសមុទ្ររួចហើយហើយបងប្អូនដឹងហើយរសជាតិទឹកសមុទ្របងប្អូនទៅលេងទឹកសមុទ្រដឹងហើយថាក្រោយចូលពឹបសាចំនួនដែលចំនួន90ជាងខ្ញុំទៅលេងកំពង់សោមមុនគេបាទមិនមុនគេទេចង់និយាយលើកទី1បាទលើកទី1នឹងទៅទី1បាទសំទុំមិនមុនគេទេលោកព្រះអីមុនសម្ដេចតាទៀតឯងដល់ទៅលេងការចំនួនហ្នឹងយើងនៅរៀងទូទូចឹងណាបាទមិនកើតល្មោះបាទបាទកើតល្មោះក៏ចូលពុបសាពេញហ្នឹងចាំហើយសាសាទៀតសាសាទៀតសែតល្ងាចឡើងស្ងួតអស់អីអស់ហប់ស្អែកឡើងក្រៀមក្រៀមបាទល្មោះជាចាប់តាមជាក្រៀមអញ្ចឹងមកថាណែវាសារៈប្រយោជន៍ផងហ្នឹងប៉ុន្តែអ្នកដែលមួយក្រោយយើងមិនដឹងយ៉ាងណាឆ្លងរោគអត់ទេហ្នឹងហើយតាមពិតទៅអ្នកដែលមានជំងឺស្រែងជំងឺលំអស់ហើយហ្នឹងមួយទឹកសមុទ្រផ្កាបាទចំនួនហ្នឹងលោកស្តាអើយនៅទូទូយនោះអាយុ10ឆ្នាំពី10ឆ្នាំ3 10ឆ្នាំនោះអាចំនួនកើតស្រែងកលៀននោះដែលឃើញអត់ដែលកើតទេមែនខ្ញុំធ្លាប់កើតតាមចំៃដៃនេះហ្នឹងហើយអាហ្នឹងសិនមានហើយអាថ្នាំគេហើយអាថ្នាំស្អុយស្អុយអាថ្នាំ sponsor 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 ហ្នឹងហើយដាក់អានោះស្អុយចង្អុះអុយណាអូតអត់អត់អត់ជំនាន់នេះកើតតែហ្នឹងមែនបាទហ្នឹងបាទវាអត់មានអីការពីហ្នឹងនិយាយរួមការបាយពីប៉ុនមកបាទបាទអញ្ចឹងបើជុំឥឡូវនេះគេថាបើអត់មានអនាម័យគេអត់មកទេបាទបាទអញ្ចឹងតែគិតចឹងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងរឿងដែលក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិបាទចុះទៅមានវិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ចំពោះការចាក់ដីរបស់លោកជំទាវជាងសុភាពនេះបាទឃើញថាដំណើរការទៅហើយចឹងយើងលែងបារម្ភហើយលែងបារម្ភហើយជាពលរដ្ឋទាំងអស់លែងបារម្ភហើយហើយសង្ឃឹមថាអាចដីហ្នឹងខ្ញុំជឿថាមិនយកទៅណាឆ្ងាយទេបាទព្រោះថាដីយីភូគាត់មានមកកន្លែងទៀតនៅក្នុងរង្វង់មូលចិត្តតោ2ណាបាទដីកន្លែងហ្នឹងគឺដីទំនាបមែនទែនហើយដីជ្រៅណាគេថាដីនេះក៏ដីរបស់ក្រុមហ៊ុនយីភូដែរ
chân ai đấy nó tụng nó hay vô chạy thần nông bà chân ai ai đây lấy đi vô chạy lấy nó vốn đi gọt bà nâng này phân tay ca bong bình nây cứ phạ bình nây bạch mạch nó là nâng ở nhà thô khai thì nạ mềm thiên cá tư bà phân tay phía xưa bó rốt o o sato nơi chùm nát ca rồi bó nạ chít để mân phần người cả tao ấy bà mân ạ này nhát ôi nở nà mà nẹ để ruột nơi khăn ông chấp bạp hói bà chôn chli chấp bạp chân tì bà chân xôm ao phía xưa bó rốt tặng o nâng ở nẹ rộng xì, lộ ọc nha, rộng chụp tiêu, tặng ọc đây mình bàn phương khó, bà công bật to phương khó ấy bà nghĩa mộc là bây châu rùm các chiến áp bọt chiến tư bà công nôm phương khó chẳng tiên bà hay là lời ạ ca phương khó nâng ở lời đi vì miên là hốt đó ở nơi cập bông sáu nâng ở miên miên lộ mà nẹ nâng nâng nông pinh đá bà nếu mà lộ ai cập ai thì khôi bùi mất chấp vừa nâng nông pinh đấy nè lộ ai trẻ đa tầm lộp đây mà thấy lộp trăm bọc nhà thiên bà chẳng lộ ai nẹ nẹ nông pinh được xong đấy nè không ai kia đưa nẹ nông pinh mà tầm lộp vô đây đó tầm lộp vô đây bỏ lộ nhà thiên bà hay ở rương nó cứ dương ban thì dễ tìm sao mình hai vậy hai bà nâng hành chẳng sông không ai thưa trẻ rắc đôi thà mình thay nông pinh mà bà thưa đôi xong mà bữa ăn lưới đang ăn lưới mà bà không từ trong ban là bỏ kê rồi bọc cái bị phong bên ấy bị cầm nút bên ấy bọc cái gì nhé anh nhá thôi đang lứ hay dương thì trong ban bọc cái mất ba vị ắt trâu ba vị ắt trâu tôi là sao à lực lên đôi sầm bớt đấy xong thì thu vật a chạm ban là thua sầm bớt ở bị phong hê ní trộm sầm bớt bao rồi bao bàn tay bàn chay như nông rót thọ mà nôn ba chay thà sầm bớt bằng bùa phnom rai lơ đầy cọng đầy đam chơ prai chơ ấy nấng cứ sắt ta chia sầm bát bò rót đằng o chẳng hay bờ sân chia rót áo ấy nấng gió tư rót áo ấy ba đề tha rót gió áo ấy ăn áp hì vòn thứ ấy mùi để sọp sập bàn tay bờ rót ở toàn áo phân tự do mách cả này nấng hay ba thì cài đầy chân mình nấng để sang quan ở bang sông rót bờ sông rót ai gặp hiếp ai gặp hiếp sắc xa tư bà sắc xa tư vì chom ấy cái lấy na lu bà hô tơ tức soi giang ma ấy giang đấy vì chom bắt đây bắt thấy chom ngon mùi chom có xong cho rum chấm này chấm muối prey mất đây cặp bông tam tam thế sơn này chom ngon đấy nè cặp bông xong sờ bầu tơ đào phun mềm nè cặp pu phun riệp ấy chẳng này mình chưa pu na na đấy mà chẳng bắt thấy chom này để ngon hết ấy bán chưa nơi tại stair pe pleang mà đào stair cái lưu xe ấy nè ngọc miễn bài trăm mấy ca pi cả lon tới miễn chun chiết chấn pe pleang mà đom đó còn vô rồi mấy em mót bỏ tam lời vui hô tất vui hô lên lượt lời nè chẳng ớt hô châu lưu thì chẳng su bóng ổn nhóm nơi tập cho thòm đá chậm nó hướng ấy tới xe ớt vô là thỏng nâng bà nâng màu bị vụ quạt bật lời tất chẳng ớt vô nó bật vô bà bật vô mình là khác cái tha ớt bị bại dối đi bà tí môi thời từ xua và thiên tí xa trên ạ cả bà cái đồng nâng bà tí pi thời xua luôn cho váy cái đồng bà nâng cứ xa bẹ con nâng cái thả sẵn mặt thiệp tưởng ớt bà vì mình đã ảnh át tu hay nơi ta kèm tức ấy thả con nâng hơi đại khi nhóm chùm hiếp bà nhóm chùm hiếp thả tò dừng chăng ấy bà dừng chạm tư vì ớt cho tư vì màu bị ấy bà màu bị ấy mến tức hô crown spin tê bà ba mình men tắc hô con spiên đi ni tắc hô láng từ lửa spiên rứ có tôn nhắc ba tôn nhắc á ba tôn nhắc á ba phải lúc tôn nhắc ọt hố tôn nhắc ba ba chọp sai bình chỉ cam mỏ chọp sai bình chỉ cam sai tu online thiền ấm xong sai bình chỉ cam tầm nẹt tầm nấu cầm hôn CSK dân dầm rõ Furi Yuki chẳng tay à lấy ban con call mau ấy tầm nhạc non ấy dương ban sai phò miền sao mạnh đấy nè ba tụi ban tay tôi giờ nó khâu thử ấy xong khăn tay ở phải tốt không à lấy chung với những riêng dây phu đại cai mình cai nè lấy dương khơi sẽ bay bỏ phôn nhầm chưa tha phò miền nơi tam sủng cung Facebook dương nè lươn chiên phò miền đỏ tây tiết đâu phò miền cái hai ta TV đâu dương có TV đây có là TV online và một sai cáp môi online bà dương đi cứ dương đi mơ lơ bị phục luôn bạn giang từ luôn từ liên dương phơi đầm nát tam lan trong cờ mơ khơi bà chi mà tổ đúc cờ mơ khơi bà chi sĩ clo cờ mơ khơi đua bốn áng cờ mơ khơi bà mơ khơi group ti gần lại group ti đầm bòn bà chắc bài tháp bà miên tạt su sắp tay mùi cướng cứ bỏ miên miên group ti gần lại bà không chưa thà tu tu dương khăng dương tu tu hở nơi sọc mai đó
tụi tôi dương khăng đại sai dương chấp cài nó chớ này mấy bà dương chấp cài online dương chấp cài online dương tầm nét tầm nông crom hôn Facebook bán bà dương sai tụi lùng lấy lừa bị phốp luôn à lấy bơm chưa bong nơi Canada cam sao mấy dương gọp sai bỏ miên nét nơi ẩm rích comment mau chi phí sao ông lê cho lang cốt chung chi khmai thế bàn tay cốt đôi thà nơi nâng du nhắn á cốt reflect từ giấy ta phí xa nâng chạy đón bà sai mô ra chè ông lê bàn bật tích bật túi an tức dù là bà rõ khi sạp bạn bàn sao khi sạp bạn bàn mình nâng thà dây dòng mình đang bật tư tích thạc hơi bình thích co tạm phí ní nè dây lên sao hơi sạp bái chất nơi nơi từng vừa đã trong hôn lục sai chinh diệp hiệp gặp phong thái bị bạ chất đó nè mình men sợ bài chất đi cứ thả đưa đi bà cứ thọ đã thơ chi bị thi co trời miền tệ lại co class bài dân tới đã bay tiền nhà tệ xuân bàn tay tu thiền âm có miền ca sau sai cho buộc trong hôn lục sai chinh diệp hiệp đây đã thơ ao ở nhà thơ bẹ con cai đầy tranh vinh hay ở bậc quan ở lục sai gặp chấp thiền âm cho rum sau sai đã thả lục sai mình bàn gặp chấp sau sai trong năng sau sai thác ní cứ chỉ cà phê và hai là bỏ đặt nòm cầm hôn mua cho các kết bọc nhom nhom chưa thả biết đất lan tầng rob rồi lan do tự chạy nên cho mình chưa thả lưu chấm tiêu hiến thế to là miên phương kia bị bục chẳng hạn bà ní cả kết bọc nhom ấy biết mình đai đôi đôi nhom chân mấy đai tờ hiến tờ cho tia ai đâm là mùi chẳng thế đại ở đại score quát ở đại miền phương khiếu mẫn chăng dương vậy ở trong tư ở lục bà bà chăng bàn tha cái ao dương riêng chấp bà riêng bị phịa bà nước non sừng cung bà ruột tha trong ban cho lọc cắt nước non sừng cung cam chia đi hai chia bờ dương này giấy tiếp hai buôn chập nón bà chăng hai bàn tha sừng cung ba chập bắn đi trong sừng kết khơi miền nhẹ thông môi chập luôn bà ớt chết từ tôi không thấy tê bà nâng chết đánh đôi lục xây chúng tia chuyên dịp hiếp chăng bà chuông cá còn ai chua lại thông ma mùi bà cả thấm ai đóng nhầm xong chặt cho lại đi bán bà ai đóng con đại thái sqa nhé bà ai chặt bán chả chả nè trăm ngày nắng ngày nóng á bà trăm ngày nắng ngày nóng bà đọc bê con bàn chăng con chặt đọc bê chát đọc bê miên rước ai đóng cả thấm con đọc luôn mà này nhé cả thấm cho miên từ tôi không thấy ấy lấy bữa kia đăng hết cái thế mới xây bà nâng đại thái ọt chè tật tuộc ọt chè tật tuộc không bà chè tật tật tuộc tật trâu bà nâng hai chè bà thái cút nã này bà sao mấy trong khơi video dạ cà rây dương phát đặt do máu nó có khơi video ọt đức ọt khơi ai đó mà bà dân mình tật chắc tầm nàng có tờ hỏi bà có bà nghe bà có khai miền thật khai miền nhóm khơi mùi lúc áo bà khai rộng lúc sơn bà lúc sơn khơi cho chú mùi nâng ai đông chi phá ra đấy sơn sơn bà đôi chứ chẳng phải cỡng đi ấy nhóm rong đang con đang là rong bà nàng này nàng. Rong khách từ tu tốt hàng đầy lý được vậy tới cỡng càng nghĩ bóc hát cái châu luôn bà càng, bà rồi, bà à, bà 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 chân rương đi bà mơ sợ sạm này bà cỡng càng nghĩ cho thằng phliêng bà cai thằng phliêng bà cai thằng phliêng bà rú ta mình ăn ở nhà ao phở vậy thì phải đặt tê bà lời nick ăn ở nhà ở khiêm ăn xa này bây giờ mất dưỡng bị có đại chú xoắn thịp hiệp có đại chú xoắn thịp hiệp trong quan trọ rõ ảnh ưu xa rõ bỏ xâm đạch đại chú mùi rõi phía rồi xong xâm đạch thua ca viết cắt ai bàn lươn tự đo bộ môn trái cọp lập bấu tiền ốc ní bố xâm đạch đại chú bắt phá chí bây hiệp đòi xa tại bộ nụ hỏi nơi thét xoay riêng lưu thà miên dạ lưu tham miên ấy cái miên một tay sâu dạ đấy nâng bọc cô micro heroin và thô prasa khớp khớp kia lúi đỏ dọc lòng đây phải chia bộ rốt trên tờ bạc đòi xa xa mây bông bàn đằng xôn thi ăn ấm chui xài rương ni công ai bộ ni mưu nghi phải chia bộ rốt khẳng bê o con đò thi ăn ấm đại tay tay chui xài đò phải chia bộ rốt rong cổ bà xong ổ cún rồi cầm mắt nâng chậm nay bê bì lía phía xa màu nhóm xong còn tại an chun bây giờ mất ông ôn đai chiếc tê chia đầm nâng tê bà mũi tiết lục bân rồng nét đài miên cầm hô chiên kế cứ ở nhà thổ khẹt bà đang tha đầm bòn ní chia đầm bòn thịt chó
hơi nút hết ấy bần đòi ai nhẹ rộ xì tam tài chất này ní cứ chỉ ca comment cho rồi bỏ xa thì nạn chuẩn ba xa thì nạn chuẩn tê rừng ní ca sầm là chất tục ai nạn đắc nom đầy miên sầm là cách miên chuẩn nhiên cho ba miên chuẩn nhiên cho nhiều mình biết đấy ba là sống sai thế có sống ốc quân đòi mà cha comment thằng ốc đây comment mau đập bài ri quân đập bài sự thật na ba ở trong lần thà ta bộc quân na để tụi khó trời khắp nơi tin nút ba bộc quân na để mình tới tụi khó trời ba ba chẳng hạn lấy dương mưa khơi hay ba nè đây tụi khó trời khắp cứ công càng nghiệt nặng chiết đi ba đại sản cam bằng phốt hot bằng phốt cho tờ gai đây để cái